đây là tóm tắt không thể thay thế trải nghiệm xem phim chân thực đây là phim về batman khi đã về già cụ thể là đã 55 tuổi và đang rất muốn nghỉ hưu để mà ở nhà nuôi bonsai và trồng cá cảnh nhưng mà vì cảnh sát Gotham thầm thì quá là vô dụng nên là bruce wayne vẫn chưa được treo bộ đồ dơ lên kệ một lần sau cuối mà vẫn phải ra đường đánh bọn choi choi batman Dark Knight returns câu chuyện bắt đầu khi mà robin jason Todd battle rap với joker và bị Joker drop some balls liên tục vào đầu và hy sinh, hối hận vì không thể bảo vệ cho cộng sự kiêm học trò kiêm bia đỡ đạn của mình. Bruce Wayne thề sẽ không để ai bên cạnh mình phải hy sinh nữa. Thế là ông ngưng làm Batman luôn cho nó cẩn thận, đỡ phải lo làm liên lụy đến ai. Và loáng một cái, Bruce Wayne đã 55 tuổi. Batman bây giờ chỉ còn là một truyền thuyết đô thị với người dân Gotham. Bọn trẻ con bây giờ chả tin có chuyện con rơi nhảy lên mái nhà đấm tội phạm nữa. Và Bruce Wayne thì ở nhà và làm những việc mà mấy ông tỷ phú hay làm, đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng tên phim là Dark Knight Returns chứ không phải là Dark Knight Watch Netflix All Day. Thế nên là thành phố Gotham lại phải đón một đợt sống tội phạm mới của một băng đảng tên là The Mutant và dù cái tên chúng nó nghĩa là dị nhân nhưng chúng thực chất chỉ là một đám người thường có đồng phục là cặp kính và bị dở hơi trong đối xã hội. Cái bọn Mutants này khá là lộng hành, chúng không có cảnh sát ra gì và còn đe dọa cả tính mạng của ủy viên Gordon nếu mà ông có thái độ nhấp nhô. Gordon đem chuyện này kể cho Bruce nghe, mong ông làm gì đó nhưng mà đã qua cái thời mà đu dây bắn móc bay lên nóc nhà rồi. Bây giờ Bruce chỉ muốn nghỉ ngơi, ăn miếng Oreo, xem TV qua ngày. Dù vậy, những ám ảnh trong quá khứ và con rơi trong tâm hồn của Bruce vẫn hàng đêm nhắc nhở ông về sứ mệnh làm người bảo vệ có thầm mỹ cả không làm thế thì cũng hơi có lỗi với bố mẹ thế nên là nghĩ một hồi bruce quyết định lại khoác lên thân phận batman xuống phố hành hiệp ông giải cứu một bé gái tên là kelly khỏi đám mutants và sau đó truy đuổi theo bọn cướp cướp nhìn batman thì kiểu thôi bỏ mẹ rồi mấy chục năm qua chả thấy đâu mãi được hôm đi cướp thì lại xuất hiện chứng kiến sự trở lại của batman cảnh sát cứ thế mà chứng kiến Nhìn Batman đấm tội phạm không trượt phát nào, dù tuổi cao sức yếu đấm không còn lực như trước, nhưng mà sau cùng thì Batman vẫn là Batman. Đám cướp liều diêu không có tuổi, Batman lục soát tên cướp và biết được rằng Two Face chính là kẻ giật dây phía sau. Tin tức về sự trở lại của Batman bắt đầu lan truyền, khiến bọn mutants vội lật đặt cho Batman vào danh sách đen, cần trừ khử gấp. Bruce bây giờ lần theo dấu Two Face bằng cách tra hỏi một tên đồng bọn của hắn và tìm ra được rằng hắn sẽ tấn công tòa thị chính tối mai và đúng như vậy, Two Face cho nổ tòa thị chính. Batman đến hơi muộn nhưng mà vẫn ngăn cản được vụ nổ thứ hai của hắn. Những đêm sau đó, Batman liên tục ngăn chặn những vụ bắt cóc của băng Mutants và đồng thời điều tra ra được rằng bọn này được bơm vũ khí bởi một đại tướng trong quân đội. Mục tiêu của lũ Mutants thì là tạo ra bạo loạn và bạo loạn thì là xấu nên là Batman phải ngăn chặn điều đó bằng cách tìm đến bọn Mutants trước. Cùng thời điểm đó, cô bé Kelly vì quá hâm mộ Batman nên đã mặc bộ đồ Robin hàng fake vào và ra đường hành hiệp. Không quên đeo tai nghe One Audio A70, đây là tai nghe Âu và ear pin sâu nhất cho mức giá 1 triệu đồng. Thời lượng pin lên đến 72 giờ thưa sức vừa nghe nhạc vừa đánh tội phạm. Đến từ hãng tai nghe DJ bắn chặn nhất thế giới, chất âm hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động nhưng vẫn giữ được độ trong của âm thanh, đệm tai mềm và rất êm làm từ chất liệu da cao cấp, đeo lâu không sợ mỏi và đau tai. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng tặng kèm túi đựng tai nghe duy nhất từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 cho người xem hệ thống The Reviewer. Mua tai nghe One Audio A70 trên Shopee tặng đồng hồ báo thức QPET TV màn hình LED kiêm đèn ngủ trị giá 399k. Đã thế còn có nhiều màu cho bạn tha hồ lựa chọn. Còn chân chờ cái gì mà không lên ngay đồ chơi công nghệ Seven và chấm cho mình con tai nghe xịn sò này. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Trở lại về Kelly thì cô mò theo Batman và đến được bãi xác nơi tụ tập của bọn Mutants. Tại đây Batman xả đạn hàng loạt vào bọn Mutants nhưng mà do chính sách chỉ đánh cho què chứ không giết của mình nên là các bọn Mutants vẫn cứ nhân nhơn ra đấy. Tên thủ lĩnh bước ra và thay vì dùng bất cứ cái loại vũ khí công nghệ cao nào Batman quyết định ra đánh tay bò với hắn Ông chui ra khỏi Batmobile và bị đánh cho trẹo cả lưng Cô bé keo lì lao ra giúp đỡ Sau đó hai bác cháu giờ sống giờ chết leo lên xe Chạy thẳng về căn cứ Còn thằng thủ lĩnh thì bị cảnh sát bắt Bị ăn đấm quá nhiều khiến Batman unlock cái gì đó, ông một mình tiến xuống hang rơi, tự prep talk cho bản thân. Kỵ sĩ bóng đêm chính thức quay trở lại, nhưng không phải là người dân Gotham thầm nào cũng hào hứng với tin này. Vì từ trước đã vậy, luôn có những thành phần coi Batman cũng chỉ là tội phạm nhưng mà lắm phụ tùng hơn và cần phải bị tống vào tù. Lúc này, bằng Milton xách hàng nóng hàng lạnh đi gây chiến, chúng muốn giết ủy viên Gordon và giải cứu tên thủ lĩnh vừa bị bắt. Thị trưởng thành phố sợ quá, liên đổ hết trách nhiệm lên đầu ủy viên Gordon và Batman và muốn thương thuyết với thủ lĩnh bọn Mutants. Ai ngờ vừa bước vào buồng giam chưa kịp nói gì đã bị tên này đập chết. Thành phố bây giờ trên bờ vực bạo loạn, đúng như mong muốn của bọn Mutants. Nhưng mà đừng lo vì Batman có kế hoạch cho mọi thứ và ông cần sự trợ giúp của Robin mới gia nhập là Kelly. Cô bé sẽ giả trang làm người của Mutants, sau đó dẫn dụ toàn bộ những tên trong băng đến một ống cống phía tây. Không biết là ống cống đó ở đâu nhưng mà chắc là không nằm gần cái lời hứa không để ai liên lụy của ông. Batman tìm đến Gordon, nhờ ông giả vờ thả tên thủ lĩnh ra dẫn dụ hắn đến chỗ những tên thuộc hạ đang ở ông sẽ đánh bại tên thủ lĩnh tại đây để chấn áp tinh thần của mấy tên tội phạm khác trận chiến diễn ra khá là một chiều nhìn không sáng lắm cho đến khi batman được hỗ trợ bởi plot armor và chiến thắng tên thủ lĩnh trước sự chứng kiến của toàn bộ thuộc hạ của hắn bọn này như kiểu thú hoa ngoài thiên nhiên ấy, nên là quy phục luôn đầu đàn mới ở đây là batman an toàn của thành phố tạm thời được đảm bảo và từ giờ lũ batman con này sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ thành phố chiến thắng của batman được công khai trên truyền hình và truyền cảm hứng cho người dân chống tội phạm nhưng dĩ nhiên luôn có những thành phần coi batman cũng chỉ là tội phạm nhưng mặc đồ rơi một trong số đó là ellen cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm cũng vì bà ta nên gordon quyết định nghỉ hưu để có thể về cùng phe với ông bạn già của mình nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất vì joker trong viện tâm thần đã nghe được tin batman trở lại và hắn liền bắt đầu vài kế hoạch đào tẩu để mà còn tương hợp với người rơi bằng cách tham gia một chương trình talk show dành cho người điên sắp tới nhưng hắn không phải là người duy nhất muốn gặp lại batman Superman Clark Kent cũng muốn, nhưng Superman muốn gặp không phải để hàn huyên, mà sau những hành động ngoài vòng pháp luật của Batman tại Gotham, tổng thống đã để mắt và ra lệnh cho Superman đi xử lý Batman. Batman và Robin thì vẫn đang hành hiệp, bắt cướp cứu người, tiện thể mọi thông tin về Joker, xem hắn có ý đồ gì mờ ám trong vụ lên talk show sắp tới hay không. Superman xuất hiện và bảo muốn nói chuyện với Batman. Batman bảo mai về nhà em đi rồi nói, Superman cũng nghe theo và bay đi. Sáng hôm sau, Clark và Bruce gặp nhau. Clark cố khuyên Bruce ngưng trò anh hùng và ngồi nhà thẩm trà ăn bánh đi, ăn hưởng tuổi già. Nhưng Bruce bảo em làm gì là việc của em. Clark nói rằng thế sẽ đến ngày mà anh phải ngăn chặn em. Bruce dĩ nhiên mặc kệ, biết không ngăn cản được rơi già. Và vì cũng có nhiệm vụ mới của chính phủ nên Superman bay đi. Nơi mà anh đến là chiến trường Mỹ với Nga. Hai cường quốc giờ đang vả yêu nhau và đang nằm trên bờ vực chiến tranh hạt nhân đêm hôm đó batman và robin lên đường đến trường quay để canh chừng joker xem hắn ta có giở trò gì hay không thì thấy cảnh sát đã vây kín chỗ này và mục tiêu của họ thì không phải là joker mà là batman khi thầy trò người rơi đang bận bịu với cảnh sát thì joker ở bên trong giết bác sĩ tâm lý của mình và dùng thuốc độc giết tất cả mọi người trong hội trường và trốn thoát sau đó hắn ta đến gặp selina kyle vui một thời hắn ta dùng một chiếc son có thể thao túng tâm lý để điều khiển cô khiến cô ra lệnh cho một thuộc hạ của mình là alice người đang là bé đường của một đại biểu quốc hội để mà thao túng ông ta, leo ra khỏi tòa nhà và phát biểu một bài phát động chiến tranh hạt nhân. Còn tại sao Joker không dùng luôn son lên ông này thì tôi chịu. Batman sau đó cũng tìm đến chỗ Selina và biết được Joker đã đến hội trợ nhờ kẹo bông gòn rơi dưới sàn. Thế là một trận chiến giữa Joker và Batman diễn ra joker liên tục bắn giết người dân vô tội còn batman chỉ biết chạy theo tôn chỉ không giết người của batman đang níu chân ông joker biết điều đó và hắn liên tục đâm vào người batman bảo joker bỏ ra nhưng mà mãi hắn không bỏ batman nổi điên mất kiểm soát và lao vào đấm joker đến gần chết nhưng mà đó lại chính là kế hoạch của joker hắn muốn người rơi mất kiểm soát và giết người rồi hắn tự bẻ cổ kết liễu bản thân để từ giờ trong mắt người dân batman chỉ là một kẻ sát nhân cảnh sát ập vào batman thiêu xác joker rồi chạy ra ngoài mưa bom bão đạn xả vào người ông Ông hấp hối rút lui và được Kelly đến cứu. Ngay lúc này, phía người Nga thấy Mỹ chơi không đẹp khi mà gọi Superman đến giúp. Thế là Nga bắn luôn tên lửa hạt nhân vào Mỹ cho cẩn thận. Superman lao theo và kích nổ được quả bom ngoài không gian. Nhưng mà chính anh cũng thần tàn ma dại. May mà anh không hưởng dương mà lại hướng dương, hút năng lượng mặt trời và phục hồi. Vụ nổ hạt nhân khiến một vùng lớn của nước Mỹ mất điện. Thành phố Gotham lại rơi vào khủng hoảng. Tội phạm phá tù ra bên ngoài nhàn nhản người dân la vào siêu thị hôi của cảnh sát thì chả thể làm gì thiết bị liên lạc không thể sử dụng đúng lúc đó batman tỉnh lại ông cưỡi ngựa đến gặp những batman con yêu cầu hủy bỏ toàn bộ vũ khí và chỉ một đêm duy nhất chỉ một đêm duy nhất các batman con sẽ trở thành luật pháp bảo vệ thành phố các batman con hưởng ứng và đi vào thành phố ngăn chặn bạo loạn cảnh sát cũng phải trợ giúp batman họ phải công nhận sự vĩ đại của batman thành phố gotham tạm thời an toàn nhưng các thành phố khác thì không có Batman nên là không được như thế. Tổng thống mới bực vì phép vua lại thua lệ làng. Thế là ông gọi Batman là thằng tội phạm và ra lệnh cho Superman đi xử lý. Lần này là đánh thật chứ không cảnh cáo nữa. Bruce cũng trả ngán, mặc vào armor bat suit và sẵn sàng nghênh chiến với Superman. Trận chiến diễn ra với phần thắng nghiêng 100% về Superman. Nhưng đã bảo là Batman có kế hoạch cho mọi thứ Bruce vốn đã lên kế hoạch từ trước với Green Arrow Người mà giờ đã cụt một tay nhưng mà vẫn khá là chiến Green Arrow xuất hiện giữa trận chiến Bắn một mũi tên Kryptonite vào Superman Superman trở nên yếu như sen Và Batman lại nắm thế thượng phong Ông bảo rằng nhà ông ngoài tiền ra thì còn nhiều Kryptonite nữa Superman thì lại chả nghe những gì Batman đang nói vì anh phát hiện ra tim của Batman chuẩn bị ngừng đập và vừa nói xong thì Batman gục xuống chết luôn. Superman ôm người bạn trí cốt của mình và đổi hết binh lính đi chỗ khác. Cùng lúc đó, quản gia Alfred cũng đốt toàn bộ sinh thự Wayne. Sau đó ông cũng chết vì đột quỵ, mọi chuyện chấm dứt. Thân phận thực sự của Batman được tiết lộ cho toàn thế giới. Toàn bộ tài sản của Bruce Wayne bị đóng băng. Khi thằng phản bạn rời khỏi đám tang của Bruce, anh nhận ra Bruce vẫn chưa chết vì nghe được nhịp tim của ông trong quan tài đã bảo là Batman có kế hoạch cho mọi thứ. Batman sau đó tìm một hang động mới, cùng với Green Arrow, Kelly và các Batman con làm thành một tổ chức chống tội phạm mới. Bruce Wayne có thể chết, nhưng kỵ sĩ bóng đêm sẽ không bao giờ chết. Và đó là toàn bộ những gì diễn ra trong Batman The Dark Knight Returns. Tôi là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.